Cháy ngôi nhà trọ ở Hà Nội khiến 14 người tử vong. Hà Nội có nguy cơ chỉ còn một trung tâm đăng kiểm vào tháng 7 năm 2024. Thành phố Hồ Chí Minh sắp có thêm 3 tuyến đường rộng 12 làn xe ở khu đông. Quý vị đang theo dõi bản tin thời sự lúc 20 giờ được phát sóng hàng ngày trên lao động.vn. Bản tin hôm nay, ngày 24 tháng 5 sẽ có những nội dung đáng chú ý sau. Vụ cháy xảy ra vào rạng sáng nay 24 tháng 5 tại ngôi nhà gia đình cho thuê để ở và kết hợp kinh doanh trên địa bàn quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội đã khiến 14 người tử vong, nhiều người bị thương. Nguyên nhân và trách nhiệm của các bên liên quan trong vụ cháy hiện đang được cơ quan chức năng khẩn trương điều tra làm rõ. Cao tốc Hà Giang Tuyên Quang giai đoạn 1 lần lượt được tỉnh Hà Giang và tỉnh Tuyên Quang khởi công trong tháng 5 và tháng 10 năm 2023, dự kiến hoàn thành cuối năm 2025. Theo quy hoạch, tuyến cao tốc này sẽ được nâng lên 4 làn xe và kéo dài đến cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy, tỉnh Hà Giang với tổng chiều dài 165 km. Đối với đoạn qua địa phận tỉnh Hà Giang có chiều dài hơn 27 km, sau một năm triển khai, đại công trường lấp ruộng, xẻ núi dần lộ diện. Liên quan vụ tạt axit làm 8 người thương vong tại quận 7, thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 5, bệnh viện Chợ Giấy cho biết bệnh nhân nặng nhất điều trị tại đây đã tử vong, nâng tổng số nạn nhân tử vong trong vụ việc lên 2 người. Hiện các bệnh nhân khác đang được các bác sĩ tích cực cứu chữa. Kính thưa quý vị, theo trưởng phòng kiểm định xe cơ giới Cục Đăng kiểm Việt Nam, hiện nay tình hình hoạt động tại các trung tâm đăng kiểm diễn ra bình thường, nhưng đến tháng 6, tháng 7 năm 2024, khi các đăng kiểm viên bị khởi tố đồng loạt đưa ra xét xử, thì tại Hà Nội có thể chỉ còn duy nhất một trung tâm đăng kiểm thuộc Cục Đăng kiểm Việt Nam. Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết, trước đây trên phạm vi cả nước có 294 trung tâm đăng kiểm, nhưng hàng loạt đăng kiểm viên bị khởi tố, dẫn đến nhiều trung tâm phải dừng hoạt động. Hiện tại chỉ còn 274 trung tâm, tuy nhiên các trung tâm đăng kiểm đã chủ động các phương án để đáp ứng việc đăng kiểm của người dân. Chúng tôi cũng đã lường trước được cái vấn đề này, cho nên là có sự chuẩn bị về nhân sự để làm sao để có nhân sự tốt nhất và ổn định nhất để phục vụ người dân. Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết thêm, trong tháng 6, tháng 7 tới đây, có trên 290 đăng kiểm viên phải hầu tòa, ảnh hưởng rất lớn đến công tác đăng kiểm tại các trung tâm. 291 đăng kiểm viên bị khởi tố, hiện đang làm việc là sẽ phải hầu tòa, sẽ thiếu hụt một nguồn nhân lực nhất định. Đấy. Thế sau đó khi mà tòa kết án và tuyên án ấy, thì những theo quy định thì những đăng kiểm viên mà bị kết án bằng bản án có hiệu lực pháp luật ấy, thì sẽ bị thu hồi chứng chỉ đăng kiểm viên. Và với mỗi trung tâm mà có 2 đăng kiểm viên bị thu hồi chứng chỉ trở lên thì sẽ bị đình chỉ hoạt động trong thời gian 3 tháng. Và nếu mà đối chiếu theo quy định như vậy ấy, thì Hà Nội sẽ chỉ còn một trung tâm hoạt động, thành phố Hồ Chí Minh chỉ còn 2 trung tâm hoạt động. Thì cái nguy cơ mà ùn tắc thì gần như chắc chắn. Những mùa tuyển sinh gần đây, nhóm ngành sức khỏe luôn nhận được sự quan tâm của nhiều thí sinh khi liên tục nằm trong top các ngành có điểm chuẩn đầu vào cao. Tuy vậy, nhiều thí sinh cũng trăn trở về chương trình học và những tố chất cần có nếu muốn học tốt ngành y. Với nhiều sinh viên trường y, ngành học này sẽ có thử thách và độ khó nhất định. Thế nhưng điều quan trọng nhất để có thể vượt qua là sự nỗ lực và tình yêu với nghề. Học y tương đối là khó, nhưng mà sẽ không quá khó đối với cả những người chăm chỉ. Bởi vì là khối lượng kiến thức của nó nhiều hơn những ngành học khác và thời gian của nó học cũng dài hơn và gần như là phải học cả đời rồi nếu như mà mình theo ngành y. Nhưng mà cũng là dễ với những người mà chăm chỉ bởi vì có công mài sắt thì có ngày nên kim. Khối ngành sức khỏe có tính chất đặc thù, đòi hỏi người học phải luôn học hỏi và không được dừng lại. Vì vậy, thí sinh cần tìm hiểu kỹ về quá trình học và làm việc để đưa ra quyết định. Ngành y là cái sự học tập, công hiến cả đời. Thành ra là khi mà đã xác định rồi, mình thích rồi, gia đình biết rồi thì cần phải biết được những thông tin về quá trình mình làm việc thì mới được. Tố chất ấy thì tôi nghĩ là riêng về y thì cái quan trọng nhất là trung thực. Thứ hai là chịu khó. Hai cái tiêu chuẩn đó tôi cho là hai tiêu chuẩn nó không thể tách rời được. Nếu ngành y mà anh không chịu khó thì anh có tài mấy cũng không giỏi được. Đây là ý thứ nhất. Ý thứ hai nữa là ngành y mà không trung thực ấy, thì rất khó. Ngành khác ấy, sai sót để sửa được. Ngành y sai sót là tính mạng. Thành ra là cái yếu tố trung thực tôi đặt lên hàng đầu. Tiếp nối bản tin, mời quý vị cùng điểm qua một số thông tin nhanh, nổi bật, diễn ra trong ngày.
Ngoài xây mới đường liên cảng Cát Lái, Phú Hữu rộng 12 làn xe, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ mở rộng đường Nguyễn Thị Định và Võ Trí Công lên 12 làn xe nhằm giảm ùn tắc, tăng kết nối cho khu vực phía Đông. Ba dự án trên đã được Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cân đối vốn để triển khai thực hiện trong thời gian tới. Sáng 24 tháng 5, tại núi Tô, tỉnh An Giang xuất hiện đám cháy rừng tại khu vực đồi sơn dứa thuộc sơn phận khóm Tô Lợi, thị trấn Cô Tô. Theo báo cáo của Ban chỉ huy chữa cháy, trong quá trình cháy rừng đã ghi nhận 3 tiếng nổ lớn và nhiều tiếng nổ nhỏ nghi do bom đạn thời chiến tranh còn sót lại. Ngày 24 tháng 5, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Võ Thành Long, 20 tuổi và Vũ Thành Huy, 25 tuổi để tiếp tục điều tra làm rõ vụ giết người, giấu xác cô gái trong vali đưa lên núi nhỏ thành phố Vũng Tàu phi tang. Trong đó, Long bị khởi tố bắt tạm giam để điều tra về tội giết người và cướp tài sản. Còn Huy bị khởi tố bắt tạm giam để điều tra về tội che giấu tội phạm và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời sự lúc 20 giờ. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.